Bữa nay là đi với anh Hải, anh chở đi xuồng, xuồng nên là xuồng cây mà xuồng. Mọi người ngầu mà gần cái mít nước luôn kia này. Ở xuồng. Dưới này nó sâu không anh Hải? Cạn cạn hay à, xuồng ba lá à, cũng được chở. Rồi lên đây, dẫn lên từ từ đi. Tại đi xuồng không quen sợ. Từ từ nha. Ui trời, đứng lên đó. Đứng lên đó. Mà cái quần nó hơi chặt. Anh lên, anh cần anh kéo lên nào. Lên đi. Anh cần nhé, anh cần được. Anh Hải hôm nay có rồi. Đó, ngày nào ta cũng đi với Giang à. Ngày nào cũng đi hết rồi. Đây đi vào vườn của Mr. Hải. Trời, vườn này cỏ để cỏ xanh tốt quá mà. Để cỏ mà. Có hai đầu thì nó trái đỡ, mà có chính giữa bị thắt. Dạ. Rồi. Có giỏng luôn rồi, ca chúng chiếu để trái luôn kìa. Ừ. Lụm lúa luôn mà. Lụm luôn. Cứ lụm luôn cái giống này để ngủ trưa ha. Rồi xuống đây đi á. Rồi trái xanh lét xanh lơ ha. Xuống xuồng để chống dài ra chứ còn bọt bọt là không nói đâu. Đi xuồng nữa anh. Đổi phương tiện. Lên trước đi. Anh là phụ trách cameraman, anh quay bộ phim truyền hình dài tập. Để phun thuốc hả anh? Để phun thuốc. Siêu giáp luôn nè. Ây rồi rồi. Ngồi cái đầu được không anh? Được. Cái này xuồng này thì nó bự rồi. Wow. Như cái này thì còn được 40, cái này được 40 trái nè. 40 trái. Wow, mùa đầu quá anh. Ừ. Có lái nào vô chưa? Tới khoảng chắc cả 10 bữa nữa. 10 bữa nữa anh. Tại vì tính sổ nhị qua Tết. Tới giờ là được mấy chục ngày rồi anh? Thì quét ngay Tết đó thì nếu mình tính vậy thì khoảng mùng 5 hoặc mùng 10 nó mới dứt điểm đó. Dạ. Ủa cái này bao nhiêu cây hả anh? Ở đây 100 cây. 100 cây. Nó trái được 3 láng đó. Trái này cũng gần thu rồi. Ủa nó đậu châm ra. Có khúc giữa này hơi thắt ít trái, còn khúc trỏng thì trái nhiều. Bộ lá còn ngon quá anh Hải. Cái này lá thì nó không có bị cháy mà bộ lá êm ru ha. Trước giờ anh Hải đâu có kinh nghiệm làm ở bên sầu riêng đâu phải không? Có làm đâu, rồi coi trên YouTube đó rồi thấy cái hình thức nó làm, nó thấy nó dễ đó rồi. Cũng dễ mà phải không anh? Rồi mới liên hệ mới kêu gửi quy trình qua đó. Cái mấy năm anh Hải ơi? Cái này 4 năm. 4 năm ha. Vườn này do vườn hợp đồng nè. Vườn hợp đồng được mấy năm anh? Hợp đồng 11 năm. Vậy là cái vườn này anh thuê ha? 11 năm, còn vườn nhà, vườn rãnh. Vườn nhà hôm nay làm chưa? Ủa, cái cây này trái sát sát thì lái thì cắt chắc khỏe lắm ta. Vườn nhà có mười mấy cây bự, chụp hình gửi cây 60 trái đó. À. Là ở chỗ nào nữa anh Hải? Xích lên cho anh em chút. Trời, trái này. Ủa mẫu này nó được chứ, nó đâu có bị xương không phải không vậy? Mẫu này được mà, mẫu này ok nè. Rồi cái sao điện thoại nó bị cháy cá
có mặt trời kia nó rọi nè, nằm đây ổ nè. Ôi, sát vô một chút nữa em quay một số đoạn cho bà con coi nó nằm như ố á. Và từ thời số nhị giờ lúc nào cũng có kèm siêu giáp nha. À, kèm siêu giáp xuyên suốt á, nhưng mà có đổi là đổi mấy cái thuốc kia thôi, chứ còn siêu giáp là nó suốt. Rồi siêu giáp suốt canxi bo rồi luôn ha. À, không có nghĩa là dòng canxi bo với cái này kia thì còn đổi tới đó luôn, chứ còn siêu giáp nó kèm suốt luôn. Dạ. Làm như ổ trứng gà ở đây nè quý vị. Dạ, tay. Thấy không? Một cái cành nó mười mấy trái á. Tiếp tục đi cuộc hành trình nữa. Là lúc mà anh thuê cái miếng đất này á, là anh thuê là 11 năm. 11 năm mà thuê ruộng. Dạ. Ủa, thuê ruộng hả? Thuê ruộng, rồi tự lên. Dạ, 5 năm. Trời ơi, sao anh thuê gì? Ốc vậy? Không, mà đó, thuê mình tính trồng sầu riêng, hai bà này bên kia trồng vú sữa. À, tính ăn vú sữa sầu riêng thì không mấy, mà có buộc cái bên kia hư luôn, có mấy chồng lại. Cây này bốn mấy trái nữa nè, cây này. Trái em ru quá chứ. Thôi anh tấp vô đây rồi, để anh với con Quanh đi du lịch đi. Em đi ở trên em review cho mọi người đi coi chứ. Đi bộ trên được không? Sụp, xích vô trong hả, xích vô trong cái nhỏ lên đây. Trên kia ha. Mấy cái lá trái. Cái này anh cắt được đúng không ạ? Thấp trúng rồi. Cái vàng nguyên cái cảnh này rất là đẹp. Nó mát cái cây hả anh? Nó nhìn cái cây mát, nó không có cháy lá. Vườn ta khóa cỏ ra tôi. Ôi tôi mà kêu làm biến. vậy mà không bị cháy lá, còn ai khoát bị xém nó ra. À, tổng cộng là 100 cây không anh Hải? Hai bờ này 100 cây. 120 cây mà còn được 100 cây làm trái. Cái mẫu trái đẹp quá. Nhưng 120 cây mà mấy cây nhỏ, cây hư này kia mình dặm lại rồi đâu có không có tính. Từ giờ là làm theo quy trình của Willow Farm hết anh. Thì dựa theo cái quy trình đó rồi xài rồi làm đó. Dạ. Ông họ không có xuống mấy lần. Có khúc này nó thừa trái hả? Rồi xưa là lúc mà làm nó ra bông rồi anh có kéo đọt không? Hay là để theo tự nhiên luôn? Không, là nó kéo được. À. Còn nào ra kịp thì ra, nó dừng nó số nhị rồi là xịt nó nóc vào đọt nó kìm lại. Nó kìm lại. Anh thấy xịt nóc ao đọt nó kìm không? Kìm, nếu mà xịt chai 2 phi á thì nó mau già nó kìm lại, còn nếu mà xịt một chai 1 phi là nó quặp cái đầu xuống luôn. Nó ngủ cái đọt luôn ha. Ngủ luôn chứ nó không có đi nữa. Dạ. Và tại vì mình hình thức là mình muốn dìu nó thôi, mình đâu có xịt tịch chi cho nó cụp xuống. Đúng rồi. R6 thì cũng dìu cho nó đi nhẹ ha. Ừ. Này chắc bữa nay từ bữa là mùng mấy Tết anh nhớ không ta? Số nhị á? Mưa quét cái máy có số trước thì 27-28 Tết là đi quét khoắn á. À, rồi mình cho nó mùng 5 Tết đi ha. Ừ. Mùng 1 mùng 5 Tết. Thì đến bữa nay 12 rồi. Nó gần 60 mấy ngày rồi. Phải không anh? Tính ra với nữa. Ừ. Ngày Thái ngày xíu à. 2 năm mấy. Hay rồi, anh luôn vậy hả? Ừ. Mà cái lá nó còn quá trời đã luôn cả nhỉ? Ừ, bộ lá ông nguyên cái vườn này bộ lá em luôn. Bánh măng thon ta bánh trái bọn lắm. Măng thon bánh 100 cây mà xịt được rồi, hình như dám ra 50 cây á. Dạ. Nhưng mà nó nuôi trái thì không có nhiều. Còn cái vườn bên kia là của ai vậy? Của người ta. Ui. Sao mà lá nó. Rồi, đây dễ đi nè, nó ít cái đường mương sụp nè, để kia cái kia cái đường mương nó sụp. Mà vườn mình thái nhiều hay ri nhiều anh? Cái thằng ghi. Thái ri nhiều hơn á. Ghi đây 100 à. Cái camera một chút. Cái mẫu trái nó xanh ghê á anh ha. Mẫu trái xanh lét xanh lừa. Thì bị
xịt lúc nào cũng có thằng siêu kèm siêu áo giáp hết. À, lúc nào cũng cộng siêu áo giáp vô đây. Gài sáng gài luôn. Thân toan thân toan. Rồi một mình anh làm hay là có ai làm phụ cho anh không? Không, mình anh à. Mình ha. Ở bên kia trái nó đeo vậy. Đứng ở ngoài không thấy, lấy lá ngoài vô trong gì như. Khúc trong này thì trái nó đều hơn cái khúc giữa. Dạ. Cái cây nhỏ xíu, trái cũng quá trời luôn. Sao ngộ không biết là cũng làm vậy gan vậy mà sao hai đầu trái nhiều chứ giữa cây bự mà chết không biết. Hồi bữa nó ra bông nhiều không anh? Thì anh xịt nó ra bông nhiều không? Nó ra thì cũng đỡ tương đối thôi chứ không nhiều không? Nhiều mà thấy trái là nó giữ được trái vừa đủ ha. Ừ. Nên là hồi đó là anh làm sớm hay sao? Làm sớm nó bị không có kéo bạc, cái đầu nó chờ. À, có nghĩa là phải không kéo bạc thì phải chờ cho lá nó già nhanh chứ, đúng không? Chờ, yeah, phải chờ lá già chứ. Còn em vợ thì nó làm nó kéo bạc, nó đánh luôn thì cái này nó bắt đầu nó cắt xong rồi. À, còn mình thì mình không kéo bạc thì nó lâu hơn. Ừ. Ủa, vậy là của em vợ là về đích trước? Về đích trước. Dạ. Yeah. Qua bên kia coi. Nhưng mà của em vợ thì cũng làm phương pháp này hay là làm phương pháp khác? Khác, anh vợ làm khác. Khác ha. Khác nhưng mà nó cũng thỉnh thoảng nó cũng mua thuốc bên đây. À, cũng theo công thức rồi cũng mua bên em. Ừ, nó cũng kêu điện mua giùm cho nó, lần nó xử lý. Dạ. À. Đó là phương pháp của anh là chỉ khác một chỗ là kéo quạt thôi. Còn à, cũng kéo quạt với thuốc này kia thì nó thấy bên đây cái nào là thuốc nó cần thiết thì nó. Dạ. nó ké vô. Dạ. Máy này chắc cũng mà như máy này đâu có heo không vậy? Dạ không, bình thường anh không heo. Dạ. Mẫu trái quá đẹp luôn mà trời siêu giáp lót ở dưới luôn nè, mẫu trái gai nhím đẹp này. Cái này lượng nước tới bây giờ tưới ít lại một chút để tầng cỏ ăn. Dạ, không ấy cách ngày hay tới ngày. Dạ, tầng cỏ có kinh khủng. Đấy, tới là chốt xong giá nó dọn luôn chứ để dọn sớm cái nó hóc. Dạ đúng rồi, nó hóc. Rồi có sẻ rảnh không? Có cũng sẽ, có sẻ chứ. À. Có sẻ thì sẽ rảnh được. Không có được anh làm nó có bị mưa không? Mưa, gấp mưa. Làm bị mưa cho nên không kéo bạc nó ra trễ. À, không kéo bạc nó không dữa hơn chỗ đấy chứ ha. Cái hồ mà kéo mạc cái quạt thì nó ra sớm hơn chút, nó vào đọt giờ, nó vào đọt kèm lại ra được mấy cặp lá nữa. À, nó kèm lại thôi phải không? Ừ. Kèm bước qua mấy cái đó kìa. À, bên kia này quá trời luôn à, bước ngang qua xuồng, bước vô cái xuồng ngang. Ừ. Bước mạnh qua mệt không bỏ hay qua luôn. Mọi người đi cái xuồng từ giờ không quen á, chở cái cây phía bên đây, chở cái cây, phía bên cây bên này rồi mới lên được, cái xuồng không dạt. Ok đó, từ từ lên. Kinh nghiệm. Chà quư, qua bên này mới thấy trái chứ. Thằng mát. Chà quư, nhìn thấy ghi nhìn con mắt luôn á. Giá em thấy bên này nó nhóm nhóm lại rồi anh. Rồi thấy nó lên được 90 chưa. Hàng A được 90 rồi đó, nhưng mà nó vô vườn nó còn mua chốt giá 65 à. Ừ. Hàng B thì 80, chiều nay hàng B lên 80 mà sáng nó còn chốt giá người ta có 65 à. Bởi vì hôm qua thì cái giá nó có 70 thì vô chốt 65 hết rồi. Dạ. Còn bữa nay buổi chiều bắt đầu nó lên rồi. Dạ, là chốt giá theo hôm qua. Ừ, chốt hôm qua thì vô chốt 65. Dạ, là vô vườn anh chưa? Chưa cho coi đâu, có 18 bữa 10 bữa mới cho coi. Dạ. Tại vì xong giá thì 3-4 ngày khoảng thần với lại cắt rồi chứ chốt sớm quá cái mất công quá. Mất công rồi khi lên xuống rồi anh em người kia kêu bớt kêu gái thêm mất công quá. Dạ. Đợt này thì lụm lúa là đợt sau làm trọn gói à. Cái thằng sắm với việc tiến trùng với siêu giáp là anh phun giai đoạn nào?
mà phun xuyên suốt luôn đó. Còn thằng sấm thì mới xịt đây đang trị ba cái thối đít á. À thối đít. Cái thằng sấm này phải liên tục nha. Chứ để không là nó ẩm độ nó thối đít. Vườn anh em thấy ok đâu có thế nào anh. Hử? Vườn em thấy ok đâu có thế nào bị thối hả? Không, không thối thì không có. Không? Thằng siêu áo giáp xuyên suốt mà. Phòng ngừa nó. Nhưng mà mới đặt chị à, mới đặt chị đưa thằng sấm vô đặt chị đó. Dạ. Tại vì thấy cô em vợ nó bị cắt bị ống đít quá rồi cái sợ thấy vậy thôi đưa thằng sấm vô mày đặt chị mày luôn trước cử hay cử. À của anh em vợ là của em vợ là cũng bị thối đít ha. Thối đít nhiều quá đó. À, rồi vậy mình rút kinh nghiệm mình phải phòng trước. Phòng trước phòng rồi nhưng mà còn sợ đâu là phải đưa đặt chị vô luôn không có ngừa nữa. Rồi. Rồi cái lúc mà cỏ như thế này anh không có hệ thống bét á, rồi anh tưới nước làm sao? Tưới mới vào, có cái sụa cái ghe sáng chạy vô đóng rồi đi xe về luôn. À đi xe về luôn. Ừ. Có cái ghe mới vào. Ngày nào cũng tưới hay là anh tưới làm sao? Dạ. Không có cỡ này là trái đang phì thì ngày nào cũng tưới. Dạ. Còn bình thường thì ngày tưới ngày nghỉ. Dạ. À, do mình có lượng cỏ này nó cũng ổn định, chứ không mà nó thiếu nó không có cỏ thì phải ngày nào cũng tưới á. Ừ. Vậy là cũng ổn định. Tái vẫn thấy dàn lá. À. Vô đi chiều đi thăm vườn thấy dàn lá mướt hơn ta là thấy khoái rồi. Thấy khoái rồi. Tiền thì ít hơn thiệt. À. Năm nay thì ít từ từ mới nhiều được chứ. Thì năm nay anh mới khởi đầu anh bắt đầu anh làm hay sao? Mới bắt đầu làm không hồi đó giờ chưa có mang. À. Không biết luôn. Không biết làm. Không biết luôn. Rồi coi trên YouTube. Coi YouTube rồi mình mới thấy cái quy trình là làm bắp nó đơn giản hơn mấy quy trình kia. Dạ. Quy trình kia phân thuốc thấy cộng nhiều thứ quá. Thấy hơi gói. Thấy rồi. Rối hay. Cái bạn với bà xã nó thôi giờ tôi xài bên đây đó. Ai biết ông mặn sao thì ông mặn chứ. À, rồi bà xã cũng ủng hộ. Ừ. Ông bà xã dạo này có vô vườn không? Có, lâu lâu qua đi. Dạ. Thì cái kinh nghiệm năm đầu mình làm thì ở đây thì em cũng có thấy một cái số khuyết điểm thì cũng góp ý thiệt là trong cái giai đoạn mà tiễn trái á, anh tiễn nó chưa kỹ, có nghĩa là hơi nhát tay sao? Không, tiễn cũng mạnh đó nhưng mà do cái lượng trái nó ra không có được nhiều như người ta rồi mình tiễn còn nương, còn mấy cái cây mà nó ra dư trái là tiễn mạnh tay đó. À, tiễn mạnh tay. Cái phương pháp của mình đâu có sử dụng bật lò nên cái dàn lá của mình cũng như là cái cây của mình nó cũng ok. Chứ còn thấy thì mình cũng thấy xung quanh rồi đấy. Dạ. Chứ tôi tiễn đưa mạnh lắm nhưng mà có một cái là bị nó thiếu trái, còn nếu mà đủ trái là tôi vừa đặt vô cây 30 trái là lấy 30, 40 bỏ chứ không có để. Dạ. Nhưng mà có một cái nó lượng trái nó thiếu rồi mình gán mình giữ mấy cái cây thiếu là thôi. Dạ, ráng giữ. Đang kiếm mớ thôi chứ không phải là giờ dư trái là cũng dứt bỏ hết à. Thì nói trung bình là một cây như vậy anh để mấy trái? Trung bình á, anh đi đếm anh ghi lại không? Không đếm. Nhưng mà nếu mà đạt á thì tôi để là đều là khoảng 30 trái ngay à. Dạ, dạ. Nhưng mà do có một cái là nó bị có cây thiếu cho nên có cây tôi để 40 lần cho nó kéo mấy anh kia đã bớt. À, nó kéo qua kéo lại ha. Chứ còn như có những mấy trái bao tử, trái méo 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 như em này em cũng lặt em bỏ. Nè, qua bước quanh đây nè, quanh đây thì dạ giống đó. Đi được mà. Có thanh diễn với mình chung thôi chứ được. Không, lâu anh cũng đi được chứ, mà giá đò anh ít tí đó, lên tí xuống cho mọi người coi. Dạ vô. Dạ vô trong luôn, xích vô trong một chút nữa. Dạ. Đây anh cứ xuống xuồng đi rồi em đi vào dài. Rồi đi dài vô đi. Tạm thời đến như là làm cái quy trình đến ngày hôm nay rồi thấy có hài lòng chút nào không? Thấy thì dàn cây dàn lá thì ok, còn cái dàn trái thì nó không có sai bằng ta thì dạ. Cũng được nhưng mà do có một cái là tại cây mình đọt, cây đọt nó không có đều thì phải chịu thôi chứ đâu có phải là thuốc gì đâu ạ. Dạ. Thuốc thì có thì chất lượng đó nhưng mà do cái phần canh tác đọt nó không được đều. Dạ, đất này mình mướn lại phải không? Ừ, hợp đồng. Hợp đồng. Ừ, vậy là em thấy cũng... Vậy là mới tập làm là vậy là cũng đỉnh của chốt rồi á. Mới ra lò luôn á. mới toàn luôn á. Không, vườn giả mấy cây là rồi có làm vụ rồi, là bây giờ vụ này tôi làm sai đó. Ừ. Sai lắm hả? Ừ. Tới
Có để nhóc luôn nè. Ủa giờ mình vui ve ra hả? Anh đi thẳng đường này luôn. Không, hồi đó mình lấy. Kê xuống xuống. Cái xuồng kia chứ. Đúng không? Tới đem diễn thì được, tới đây tới xin trước nè, tới mấy cây có trái rồi, tại khúc này đi dặm nè. Có cây đu đủ luôn nè. Hồi lên dừng cho đủ nhóc rồi, đủ chín ăn, đủ chín bẻ mới rồi ăn. Trời ơi, cái bẻ, đang hồi nó kiếm một bọc bẻ 4-5 trái gì đi. Vàng lá êm. Ừ. Chụp em với cây á. Rồi chụp em với cây hả? Rồi sầu riêng miền Tây. Trái này, rồi. Chút chiếu một chiều mà trái kinh khủng. Nói chung theo kinh nghiệm của em nha hả? Là cây anh mùa đầu. Cây cần tơ. Mà trái ra kiểu này là với cái kỹ thuật canh tác của mình tức giờ là người ta đang đi qua á. Về đạt cái chứ. Ừ. Cây của ông Diễn đang ấy là cây đó 40 trái, trái 4 mấy trái gì đó mà nó đeo quá cái hơi nhỏ. Đẹp, ra nhím. Không, vườn này nãy ra nhím không ạ? À? Ừ. Có một số trái sồn. Cây nào nó cũng đẹp hết á. Mê luôn rồi, chắc có này ở đây luôn quá. Vậy vậy ta. Tại vì thấy cái thằng siêu giáp cái thầm phần nó ngừa nó chạy đó. Cho dạ. Nên là kèm nó suốt luôn à. Thấy ổn không anh? Xài nó thì thấy ổn đó mà có một cái là thấy nó không có độc cho người. Nó mát ha. Ừ, cũng. Trái thấy mềm mất mà. Bây giờ tưới lượng nước nó ít lại chút xíu nha anh Hải nha. Rồi để mai mốt cắt tới ngày. Ừ, chụp hình quay phim lên không đẹp. Nhưng mà ở ngoài nhìn nó sáng trưng à. Nhìn ngoài cái gai này vô làm lái người ta sẽ rất trưng anh. Yeah. Sáng trưng. Gai nó đã. Sáng gai không có bể đầu gai. Này xịt siêu giáp liên tục mà. Đó giờ quay qua cái vườn bên kia anh thấy không? Trái lá quá trời. Đây là cái vườn của người ta. Trời ơi. Đấy. Cái vườn này là cũng lâu năm hơn rồi phải không anh? Không trồng thì cũng được mà do người ta chăm sóc cây hồi nhỏ cây nó tốt hơn đây. Ừ. Nhưng mà làm bông làm trái lá nó. Lá nó banh hết. Còn vườn mình làm chuyên gia cho sầu riêng với mít nè, phần sống với siêu giáp này có xanh lét xanh lơ mát rất là hiền cho người thầy sống cũng vậy, con này không có biết luôn nhưng mà con chúng ta xài thì người thói trái nè. Ui trời nó lọt, ui trời cho lọt cái hố. Nó mọc cái trái nó mọc tuốt ở dưới luôn. Chơi lá chai, chai này chai gì, chai nóc ao đọt kê nè thấy không? Lá chai nóc ao đọt kê. Anh làm nó ao đọt ok không anh? Ok, thịt chai hai phi là dìu ngon. Chai hai phi là dìu ngon luôn. Dạ. Còn nếu ém luôn là phải quánh chai phi mới ém được. À, quánh chai phi là ngủ luôn đúng không? Ừ. Trời ơi, cái gai nó đẹp quá mà con ơi, không thể thấy có một cái gì đó liên quan tới vụ mà ối ối nha. Hay than vô vườn, không có dùng cái từ ấy được. Này, cái hướng này là quay nó không có ấy anh Diễn. Cái hướng này ngược đang ngược sáng mặt trời nè. Ngược mặt trời. Dạ. Vô ơi, chụp chân tấm. Mà năm đầu làm vậy là cũng đây review vừa ngầu review chụp tấm hình coi ngược đi kệ đó mà khỏi ngược cũng ngược nhìn cái trái anh Hải không đẹp chứ. Ừ. Thôi lọt cái đầu qua đây được chưa, đáng lẽ anh Hải phải chụp với anh Hải nữa mới đúng. Cái này hơi hơi ấy người rồi. Ừ. Nhiều. Đi, đi, đi. À, đầu xong lủng cái mũ có luôn. Rồi mà đây vậy chưa có chút cái chưa có quá này không có trà quơ cái đầu có đụng đi nào, bước xuống xuồng đây cỏ đây hồi sập đường mương đó
Ủa cái này sao hồi xưa mình hợp đồng ít năm hả? Mà cái ngày hồi đó cũng không biết, rồi thằng chủ đất nó cũng không ấy, mình muốn hợp đồng như mình hợp. Ừ. Bây giờ nói sao thêm không? Không, thì giờ mà cứ hết hợp đồng rồi mà mặn thì tính tiếp. Tại vì nó ngay hồi đó cũng không có vốn. Rồi thằng chủ đất này nó mới đưa đất cho lên bờ, nó thôi thôi mày đầu tư mày mặn đi, rồi 4 năm mày có thu nhập mày hết chung tiền cho tao. À, có nghĩa là thu nhập xong rồi mới đưa tiền. Ừ. Thế mà cũng được, ảnh cũng được đó chứ. Rồi bạn bè nó thấy gì nó nói vậy thôi, cái thôi ừ thôi mày tính gì thì thôi tao làm. À. Rồi tới 4 năm mới giao tiền, chứ còn mới hợp đồng, đúng cái mới hợp đồng là giao 50% mà mình đâu có tài khoản đâu mà ra giao. Ờ, cây ở ngoài không thấy trồng trái không á. Ok, vườn lá còn ngon. Thì ba nói là nãy giờ tôi nói trái thì ít hơn vườn ba thiệt, nhưng mà nói cái là vườn lá là ngon hơn. Nhưng mà anh so ít hơn vườn ta mà vườn ta năm thứ mấy mới được. Vườn ta năm thứ mấy mới được. Ta làm mùa 2 không? Ừ, đúng mùa chứ, mùa 4 vậy là nhiều rồi. Mình mùa mới mùa 1 mà. Mới mùa 1 rồi cây nó cũng còn hang chơi lắm anh ơi. Xa từ xa thì không thấy rõ rõ ở trong này siêu trái luôn. Mà mới mùa 1. Tôi sợ cái bởi lúc đầu bỏ hổm thì mẫu nó hơi dài dài sợ mà cái này thấy nó phì không rồi. Cái này vô miết hết luôn rồi nữa. Nè, ở sau lưng nè, đó. Đây. Anh em bà con chúng ta coi chút xíu. Chứ bây giờ làm sao ra được? chốc chống đường mới ra được. Chứ giờ sao ra được? Tức là anh Hải anh không hài lòng so với những cái cây mùa 2 thôi. Mùa 1 thì em thấy anh là ok đó, về tương lai là anh nhận làm vườn xung quanh đây luôn được rồi đó. Mình nắm quy trình từ từ anh. Cái này là làm mùa đầu. Đó nghe. Nghe có cái gì mà? Hả mày hả? À, điện cái ai? Tin đào mày hả? À, đúng rồi, tắt đi. Mệt quá bà con.